tên chú tên gì chú? Dạ Lê Chánh Trị Phật Giáo Hòa Hảo. Lê Chánh Trị hả? Dạ Lê Chánh Trị Phật Giáo Hòa Hảo. Phật Giáo Hòa Hảo. Dạ. Dạ. Ở đây hồi nãy là mấy cô nói mình ở trong huyện Phú Tân hả? À, huyện Phú Tân. Các xã ha? À, Phú Thọ. Dạ. Thọ với Thọ Phú Sơn. Rồi mình có thành lập tổ không mà sao mà tập trung được đông dữ vậy? Có tổ lao chùa. Tổ lao quét dọn chùa công quả ha. Dạ. Như... Tổ mình thành lập được bao lâu rồi? Lâu rồi hả? Cả chục năm nay rồi đó hả? Dạ. Mấy năm rồi? Mấy năm. Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào quý bà con cô bác. Trân trọng kính chào chư quý đồng đạo gần xa thân kính. Rất vui khi mọi người đã quay trở lại ủng hộ kênh YouTube của Lê Chánh Trị. Kính thưa bà con, thì hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm Giáp Thìn 2024. Thì hôm nay thì Lê Chánh Trị có đến chùa thầy An Hòa Tự tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nhé bà con, để viếng chùa lễ Phật. Thì hôm nay thì tình cờ mình cũng phát hiện được một cái nhóm tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, nhóm nữ tín đồ nha, ở huyện Phú Tân. Thì bà con này thì chuyên đi làm công quả ở các chùa, đặc biệt là chùa thầy, chùa Hiệp Sương, chùa số 21 nha quý vị. Thì theo mình tìm hiểu được biết đó, thì các cô các chị mặc dù cũng đã lớn tuổi, có vị là trên 70 rồi đó, nhưng mà vẫn xuyên suốt thực hiện công quả chùa thầy hơn 10 năm nay nha quý vị. Thì thôi xin mời quý vị cùng với Lê Chánh Trị chúng ta đến để xem công việc của các cô ở đang làm ở đây như thế nào nha. Hiện tại thì các cô đang vệ sinh hội trường lớn của chùa thầy An Hòa Tự nha quý vị. Mời quý vị cùng với Lê Chánh Trị đến để thăm các cô nha, để xem hoạt động của các cô như thế nào. Xin trân trọng kính mời. Chánh Trị Phật Giáo Hòa Hảo. Lê Chánh Trị hả? Dạ Lê Chánh Trị Phật Giáo Hòa Hảo. Phật Giáo Hòa Hảo. Dạ. Dạ. Vậy tôi biết bấm đi coi coi. Dạ. Này cố gắng quay cho mấy cô cho đẹp nha. Quê bữa nay chắc đi quay đám giỗ ông Nguyễn rồi. Ở đây hồi nãy là mấy cô nói mình ở trong huyện Phú Tân hả? À, huyện Phú Tân. Các xã ha? À, Phú Thọ. Dạ. Thọ với Thọ Phú Sơn. Rồi mình có thành lập tổ không mà sao mà tập trung được đông dữ vậy? Có tổ lao chùa. Tổ lao quét dọn chùa công quả ha. Dạ. Như vậy là hàng tháng là mình tập trung mấy ngày cô? 4 ngày. 4 ngày hả? 14 rằm 29 30 hả? 12. 12. 12 13 26 27. Dạ. Mình mình quét dọn chùa thầy không hả? Hả đâu nữa? Chùa Sơn số 21 bữa nay chùa Sơn chùa 21. Vậy đó hả? Dạ. Như vậy là bây giờ mình quét hội trường không xong rồi mình có vô quét dọn ở trong chùa không mấy cô? Trường đội khác. Đội khác ha. Này mình quét dọn hội trường rồi ở đâu nữa không? Rồi đó. Đội đặc biệt đội khác nữa hả? Dạ. Như vậy là một tháng mình trở lại đây quét dọn mấy lần cô?
hai lần hả, vào ngày mấy với ngày mấy? Ngày 12, 13, cái 26, 27 vậy ha. Dạ. 11, 12 hả? 12. Vậy là một tháng 2 lần ha. Dạ. Dạ. À. Vậy là đội của mấy cô tới đây sớm giờ là lúc mấy giờ? Đi hồi sáng rồi lao trên cô chùa Khai Xanh mới về. Dạ, lao chùa Khai Xanh mới về ha. Mình lau xong rồi mình ăn cơm gieo duyên với chùa ở đây luôn ha. Ăn cơm rồi mới ra tay lau nè. Vậy đã ăn rồi mới lau đó hả? Dạ. Như vậy là cái tổ mình thành lập được bao lâu rồi mấy cô? Hả? Tổ mình á thành lập được bao lâu rồi? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Cả chục năm nay rồi đó hả? Dạ. Mấy năm. Rồi mấy cô làm gì, mấy cô thấy được cái lợi ích gì không? Đối với bản thân và đối với chùa chiền gì đó, mình thấy được cái lợi ích gì không? Lợi ích gì đâu. Gì đó hả? Xã hội mà. Xã hội ha, làm công quả cho chùa ha. Đúng rồi. Gieo duyên với Tam Bảo ha. Đúng rồi. Dạ. Dạ, kênh Lê Chánh Trị, Phật Giáo Hòa Hảo. Dạ. Dạ. Dạ, đúng rồi. Người ta quay này quay kia đua đó. Nói chung là quay... Giờ có về máy mình à. Dạ, quay các đạo sự của Phật Giáo Hòa Hảo mình. Dạ, với lại đi quay hội trường. Dạ, dạ. Phật Giáo Hòa Hảo là lên được không? Lê Chánh Trị, Phật Giáo Hòa Hảo. Phật Giáo Hòa Hảo. Lê Chánh Trị. Dạ, Lê Chánh Trị. Giờ cũng có lên á. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy cô coi thường hoài là nó lên à. Coi thường hoài lên. Dạ, dạ, đúng rồi. Mình nói cho nó lên. Dạ, mấy Lê Chánh Trị, Phật Giáo Hòa Hảo. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ, coi hiện lên. Nói chung kênh mình thì quay những cái cảnh mà chân thật không à, chứ không có nói mà mê tín dị đoan quyển quặc gì hết. Dạ, mình chỉ nói lên các hoạt động đạo sự của giáo hội với của bà con mình. Mình nói toàn là sự thật không, chứ không có theo dệt, không có nói mê tín dị đoan quyền bí gì hết trơn á. Nói dốc mang tội. Ở đây mà nó giống không? Dạ đúng rồi, chứ mình không có dám nói mình đâu có dám. Dạ không có dám nói thiên cơ thời cuộc, không có nói mê tín dị đoan, không có nói chuyện mà sai sự thật. Mình chỉ quay người thật việc thật vậy đó, để nêu những cái tấm gương tốt này nọ của bà con mình lên. Quá wow, cái tổ bữa nay chắc cũng mấy chục người hả mấy cô? Nhiêu? Dạ, bữa nay thấy đông quá nè. Dạ. Với mình thấy bộ mặt cũng đồng phục quá nè. Cái này chắc mình cũng góp tiền lợi mình may đồng phục ha. Không có cô bác, người ta cho. Ta cho hả? Cho nhiều áo, người ta thấy mình mạnh đó, cái người ta cho. Vậy đó hả? Dạ. Cho tiền rồi cái mình mua nguyên lốc, nguyên cây vậy đó. Vậy mua nguyên cây ha. Dạ. Bởi vậy thấy mặt đồng phục đẹp quá nè. Cô bác. Dạ. Nói chung thì mình có tín ngưỡng tôn giáo thì mình tin làm việc phải, việc tốt thì cái việc tốt việc phải tới như mình à. Ừ. Dạ. Mình tính đi. Sao làm gần 70. Sao mấy không? Dạ. Dạ. Nói chung là làm từ thiện thì thấy nó vui á cô. Sống nó nhàn, nó khỏe lắm. Cô ở đây cũng
chiên dụng đó có cây rồi, chỗ này gỗ lao chân trung thầy. Bữa nay cố gắng quay hình ảnh cô nào cũng có trơn nha. Cái này thấy hình như là mấy cô nên mang khẩu trang à. Thấy hình như hơi có bụi à. Ngồi đứng quay từ giờ thấy cũng hơi có mùi bụi nè. Dạ đã rồi, cái hồi cấp mới mà mấy ông chưa xịt xịt trên đó. Dạ. Chim dưới bụi rồi dữ lắm. Bởi vậy mới xịt rồi hôm lễ lớn nó mẩy gì nè. Dạ. Bây giờ nó đã đỡ. Thấy cái này nên mang khẩu trang. Tại vì mình làm cái công việc này cũng thường xuyên rồi. Bởi vậy chứ nó hít vô nó cũng ảnh hưởng cái phổi mình đó. Mấy cô nào khỏe thì mang khẩu trang. Mấy cô mặc đồng phục quá đẹp luôn rồi nè. Nhiều người ta nói mình có tiền mới làm phước cũng có được, mình không có tiền mình cũng sức công làm được nè, chứ đâu có nhất thiết phải tiền nhiều mới làm phước được đâu. Thank you.
Kính thưa bà con, vừa qua thì Lê Chính Trị cũng đã giới thiệu với bà con về hoạt động của một nhóm nữ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của huyện Phú Tân. Thì đoàn này thì chuyên môn làm công quả vệ sinh ở các chùa. Thì như mình giới thiệu nãy giờ đó, thì đoàn này ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, thì vệ sinh ở các chùa thường thì theo mấy cô cho biết đó là chùa Thầy, chùa Hiệp Sương, chùa Cây Xanh và chùa số 21. Thì cũng tới đây thì Lê Chính Trị cũng được xin kết thúc video clip này. Thì trước khi dứt lời thì cũng xin chân thành cảm ơn bà con, kính chúc bà con một ngày mới thật vui tươi, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là tiếp tục phấn đấu thực hiện các cái việc đạo sự để đem lại phước lợi cho xã hội và nhân sinh, đúng như lời của Đức Thầy đã từng chỉ dạy. Đó là cái hành đạo, đúng theo ý tưởng xác thực của nó, là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Kính chúc quý bà con và thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật, xin trân trọng kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật.